bảy thủy quái khổng lồ tưởng không thật, nhưng lại thật đến từng cm được phát hiện trên Google Earth. Kể từ khi Google bắt tay vào quá trình lập bản đồ thế giới với Google Earth, đã xuất hiện không ít những bức ảnh khá bí ẩn và kỳ lạ đối với chúng ta, từ những vật thể bay không xác định UFO đến người đàn ông có chiếc mặt nạ ngựa và những sinh vật dưới biển sâu kia. Có thể nói là không hề kém so với những gì chúng ta vẫn tưởng tượng hàng ngày, nhưng lại xuất hiện một cách khó hiểu trên Google Earth. Và ngày hôm nay, Top 1 Khám Phá sẽ tiếp tục chỉ ra những sinh vật bí ẩn khác nữa đã được phát hiện trên Google Earth. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu khám phá nhé! Bầy cua khổng lồ. Đây là hình ảnh bầy cua. Một nhà thủy sinh học đang nghiên cứu Google Earth đã trông thấy một đám gì đó mờ mờ ở vùng biển gần Visakhapatnam ở Ấn Độ. Anh ta quyết định xem kỹ hơn thì hết sức ngạc nhiên bởi vì đó chính là một bầy cua đỏ khổng lồ, áng chừng dài đến 27,4 mét. Loài cua này thường được tìm thấy ở phía Nam Cali và Baja Cali. Đây là lần đầu tiên chúng thực hiện cuộc di cư xa đến vậy. Đây là hình ảnh về sự tập trung lớn đột biến của loài cua này, dường như trước đây chưa từng thấy. Nhiều người còn cho rằng có thể đây chỉ là một trò bịt bợm, gạt mọi người mà thôi. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Bạch tuộc khổng lồ. Chuyện kể thần thoại Bắc Âu đã đề cập đến một loài vật khổng lồ đã làm mưa làm gió ở vùng biển Bắc, tấn công mọi tàu bè qua lại ở nơi đây bằng những chiếc xúc tu khổng lồ của nó. Nhà khoa học Scott đã tuyên bố rằng anh ta tìm thấy vết tích sống của con quái vật Kraken ở một bờ biển của California. Thông qua công cụ Google Earth, anh ta đã bắt gặp con quái vật này với kích thước có thể lên tới 91,4 mét, tính luôn cả những cái xúc tu khổng lồ của nó. Dù nó là gì đi chăng nữa, các bạn tin hay không thì tùy thôi nhé. Cá đất khổng lồ. Quên đi mấy thể loại người hành tinh, ma quỷ, xác sống, hãy xuống phía dưới đại dương của chúng ta mà xem. Có cả tá những loài vật đáng sợ, đến nỗi các bạn tưởng chừng chỉ tồn tại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà thôi. Những hình ảnh sau đây đã được thu thập bởi một kỹ sư người Úc và người Anh. Anh ta cam đoan rằng anh ta đã nhìn thấy cả một con cá đất khổng lồ ở gần cảng cá. Hình ảnh cho thấy con cá thực sự to lớn. Thông thường, cá đất chỉ sống dưới đáy đại dương, vùi mình dưới cát và trực chờ tấn công con mồi. Các bạn nghĩ sao về hình ảnh này? Nó có thực hay không? Hay chỉ là một trò bịt bợm? Cá sấu khổng lồ. Rampage không phải là một bộ phim quá tệ, nhưng cũng có một vài điểm đáng lưu ý. Phim nói về một chiếc phi thuyền bỗng nhiên gặp một sự cố kỹ thuật và một thành viên trong đoàn bay đành phải thoát thân trước khi vụ nổ xảy ra. Một chất hóa học bí mật trên phi thuyền với công dụng đem lại sự tăng trưởng vượt trội về kích thước, sức mạnh, tốc độ và cả mức độ hung hăng của những loài cá thể bị nhiễm. Hóa chất bí mật đó đã rơi xuống trái đất ở ba bang của Mỹ, một cái rơi ở Florida, và từ đó lũ cá sấu ở đây đã biến hình. Thế nhưng, có vẻ trên thực tế thì hóa chất đó đã rơi ở Dubai, bởi gần đây, người ta đã tìm thấy trên Google Earth hình ảnh của một loài cá sấu khổng lồ đang lang thang ở khu vực biển quanh đảo Palm của Dubai. Căn cứ theo tỷ lệ tấm hình thì có lẽ con cá sấu ấy có kích thước khoảng tầm một tòa nhà 2 tầng chứ chẳng chơi. Nhiều người cho rằng đây hẳn là một bức hình thực, hay vẫn nhiều người bác bỏ cho rằng đây vẫn chỉ là một trò bịt bợm mà thôi. Quái vật hồ Loch Ness. Những bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness, còn được gọi là Nessie, vẫn cứ mãi là một chủ đề được bàn tán vô cùng nóng hổi. Một loài vật huyền thoại sống dưới đáy hồ Loch Ness ở Scotland lạnh giá, và gần đây người ta đã phát hiện ra hình ảnh một con sinh vật biển dài đến kinh ngạc thông qua vệ tinh Google Earth. Cái cổ dài và hơi giống đầu ngựa, phần thân sau thì phình to. Nhiều người khăng khăng cho rằng đây đích thị là sinh vật huyền thoại ở xứ sở Scotland đấy. Các bạn có tin vào điều này hay không? Cá voi xanh lớn nhất. Cá voi xanh là loài lớn nhất thế giới cho tới thời điểm hiện tại. Nó còn lớn hơn cả lũ khủng long thời tiền sử nữa cơ. Cho tới nay, con cá voi xanh lớn nhất thế giới được bắt gặp có chiều dài lên tới 33,8 mét bằng chiều dài của 3 chiếc xe buýt xếp liền nhau. Nhưng gần đây, người ta đã tìm thấy bằng chứng rằng con bên trên chưa là gì đâu. Google Earth đã cung cấp hình ảnh về một con cá voi có chiều dài lên đến 61 mét ngay gần nước Úc. Có đến 2 bức ảnh cho thấy con cá voi này rõ ràng đang bơi. Các bạn hãy nhìn kỹ xem trông nó có thật không nhé. Cá mập khổng lồ.
Nhiều nghiên cứu gần đây ngày càng dấy lên một mối quan ngại sâu sắc về những loài vật với sự tồn tại của chúng vốn đã làm đau đầu biết bao nhiêu học giả và chuyên gia. Những nhà sinh vật học ở Đại học Sydney, Úc đã công bố một bức ảnh về một con cá mập khổng lồ, tên vẫn gọi là Megalodon. Bức ảnh được Google Earth chụp ở một bãi biển của nước Úc. Bức ảnh trông rất thật, nhưng nhiều người vẫn cho rằng có khi nó cũng chỉ là một đụn cát ngẫu nhiên với hình dáng hao hao mà thôi. Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu được một lần chứng kiến một trong 7 thủy quái khổng lồ vừa kể trên? Hãy cho chúng mình biết bằng cách để lại ý kiến ở phần bình luận nhé! Đừng quên ấn nút theo dõi kênh Top 1 Khám Phá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!